Rồi bây giờ hát nhạc gì nữa ha? Nhạc êm hay nhạc buồn? Ơ cái lộn, nhạc êm hay nhạc buồn? Trời đất ơi. Giật hả? Ok. Có ai hát bài vô cùng chưa? Rồi vì anh thương em nha. Bài vô cùng nha nha các cô chú. Vì anh thương em như thương cây bàng non, cây nhớ làm sao nói được. Vì anh thương em như thương hạt mưa non dài, vỡ rồi mà có cần trước sau. Vì em đã đặt mình ở hướng vô cùng.
thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.